Cá vượt ngược dòng là cá sống, người vượt nghịch cảnh người thành công. Cá sống thì ngược dòng mà tiến, cá chết thì xuôi dòng mà trôi. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống, đó chính là lúc bạn đang tiến về phía trước. Đường dễ đi chỉ là khi xuống dốc, nhưng đường khó đi mới chính là con đường tiến lên trên. Có một câu nói khiến tôi tâm đắc, đó là: có thật rất mệt không? Mệt mới là cuộc sống, còn dễ chịu là người đã yên nghỉ ngàn thu. Cho nên, khổ mới là cuộc sống, mệt mới là công việc, thay đổi mới là vận mệnh, nhẫn nại mới là tôi luyện, bao dung mới là trí huệ, tỉnh tại mới là tu tâm, xả mới là đắc được, làm mới là đầy đủ. Nếu bạn cho rằng cuộc sống của mình thật quá ư vất vả, hãy nhớ đây mới thực là con đường tiến lên. Đường thành công không có chỗ cho sự dễ dàng.